Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, năm nay người trồng khoai lang tại các tỉnh Tây Nguyên rất phấn khởi vì giá thu mua đang ở mức rất cao. Nhờ canh tác tốt, mỗi hecta cho sản lượng từ 30 đến 35 tấn. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, người trồng khoai lang cũng có thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi hecta. Và theo dự báo của các chuyên gia, giá khoai lang sẽ có khả năng ổn định như vậy trong những năm tới, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư cho phép xuất khẩu khoai lang chính ngạch sang thị trường tỷ dân Trung Quốc. Chỉ với một hecta trồng khoai lang, vụ năm nay anh Minh có thu nhập khoảng 180 triệu đồng sau khi đã trừ toàn bộ chi phí đầu tư. Đây là điều mà anh Minh và bà con nông dân trồng khoai tại Đắk Nông chưa hề dám nghĩ tới. Năm nay có giá thương lái thì 3 tháng là nó tìm đến vườn là nó đặt cọc tiền rồi. Năm nay khoai nó 13-14 nghìn một ký, nhưng mỗi năm thì có 3-4 nghìn. Hôm nay được giá lời, hôm nay lời. Phấn khởi vì giá khoai tăng cao là tâm trạng chung của hầu hết các chủ vườn khoai tại khu vực Tây Nguyên. Niềm vui đó như càng nhân thêm khi có thông tin Trung Quốc đang xem xét cấp mã vùng trồng để tiến tới xuất khẩu theo đường chính ngạch. Đầu năm nay là công ty văn hóa nó về, nó bảo là làm mã vạch vùng trồng về được nhận được quan tâm. Thì người dân làm mà năm nay là thấy giá cả là cao, thì hiện nay khoai đất đôi là 18.500, còn khoai đất ruộng thì vẫn đứng 14.000. Nếu như mà tình trạng như thế này là người dân càng ngày càng phát triển. Cùng với những tín hiệu tích cực của thị trường, thì chính quyền các địa phương còn đẩy mạnh việc liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để ký bao tiêu thu mua sản phẩm của người dân. Với giá bảo hiểm thấp nhất thì cũng cao hơn thị trường. Theo các chuyên gia, giá khoai lang trong những niên vụ tới sẽ có khả năng ổn định ở mức cao như năm nay, khi mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên vận động người dân, doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, sẵn sàng cho công tác kiểm tra, đánh giá cấp mã vùng trồng cho khoai lang. Đơn cử như 130 hectare khoai lang của bà con nông dân xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã được Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Tín hướng dẫn đầy đủ quy trình kỹ thuật và hoàn thiện tất cả hồ sơ, thủ tục để chờ cấp mã vùng trồng. Liên kết với bà con nông dân xây dựng cái mã vùng trồng và ký cái hợp đồng nguyên tắc bao mua bao giá theo cái giá bảo hiểm để giá thấp nhất để bà con với hợp tác xã sản xuất khoai lang không bị nỗ. Việc cấp mã vùng trồng là điều kiện bắt buộc để khoai lang có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đắk Lắk là địa phương có diện tích trồng khoai lang tương đối lớn, dao động trên dưới 10.000 hecta trên một năm. Trước mắt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp mã vùng trồng cho khoảng 500 hecta khoai lang. Chúng tôi đã tổ chức tập huấn, thiết lập các cái hồ sơ để mã số vùng trồng và kêu gọi doanh nghiệp cùng tham gia. Thì cũng đã làm được khoảng gần 500 hecta. Chúng tôi cũng đang chờ, tức là phía Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp kiểm tra, đánh giá, nếu mà đảm bảo thì chúng tôi sẽ được tham gia xuất khẩu trong cái kịp trong cái vụ này. Còn tại tỉnh Đắk Nông, địa phương này cũng đã hoàn tất quá trình kiểm tra trực tuyến để cấp mã số cho các cơ sở đóng gói trên địa bàn. Tất cả đều đã đáp ứng đầy đủ điều kiện yêu cầu từ phía nước bạn, như có khu nhập liệu, khu phân loại, đặc biệt là dây chuyền làm sạch, một điểm mới bắt buộc nhằm phục vụ cho công đoạn làm sạch sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Có hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký cái với Cục Bảo vệ Thực vật để mà được cấp mã số cơ sở đóng gói khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc. Và hiện nay cũng đã kiểm tra xong và hoàn thiện hồ sơ, thì còn đang chờ cái thông báo của bên phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng đón đầu thị trường, nhanh chóng xây dựng các cơ sở chế biến khoai lang, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến hiện đại trên thế giới. Cách làm này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, do đáp ứng được nhiều tiêu chí khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn đa dạng về mẫu mã, sản phẩm, giúp nâng cao được giá thành khi xuất khẩu. Chính việc đẩy mạnh thành lập các cơ sở chế biến nông sản còn là giải pháp tối ưu cho bài toán tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra sản phẩm
với giá thành cao cho bà con nông dân. Công ty chúng tôi có một cái ưu thế là bên nước bạn, bên Trung Quốc có những cái tập đoàn lớn như tập đoàn Bắc Quả Viên, tập đoàn Hồng Cửu, tập đoàn Gia Long và tập đoàn Xiên Lung Mao. Bốn tập đoàn này đã ký kết với Vạn Hòa bao tiêu những cái sản phẩm ví dụ khoai lang, sầu riêng, là từ đó mang lại cái nguồn thu nhập ổn định cho địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thậm chí công ty còn và hỗ trợ cho bà con nông dân mang lại cái nguồn vốn để hỗ trợ là canh tác, trồng trọt. Hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã gửi công hàm thông báo kết quả kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp xuất khẩu khoai lang của Việt Nam. Qua đó đã có 13 cơ sở đóng gói và 70 vùng trồng khoai lang trên cả nước đã đủ điều kiện để xuất khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc khoai lang sẽ là nông sản thứ 12 của nước ta được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Đây chính là cơ hội để mở rộng hơn nữa thị trường, tiềm năng cũng như nâng cao giá trị cho khoai lang của nước ta. Thưa bà con, nông sản được xuất khẩu chính ngạch sẽ giúp nâng cao giá trị và ổn định đầu ra sản phẩm cho bà con nông dân. Và để làm được điều này thì việc xây dựng và quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng cũng như các cơ sở đóng gói chính là điều kiện tiên quyết để nông sản của người dân được phép xuất khẩu chính ngạch. Thời gian qua, các địa phương tại khu vực Tây Nguyên cũng đang cố gắng thực hiện tốt vấn đề này trên cây sầu riêng, loại cây trồng đang có giá kinh tế cao và cũng vừa được phía Trung Quốc chấp thuận để xuất khẩu theo đường chính ngạch. Tính đến thời điểm này, cả nước đã được Trung Quốc cấp 246 mã vùng trồng, 97 mã cơ sở đóng gói sầu riêng và chỉ mới có 20% sản lượng được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Tỉnh Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích sầu riêng lớn thứ hai cả nước với 15.000 ha, 39 mã số vùng trồng và 15 cơ sở đóng gói. Tất cả sản phẩm khi đưa ra thị trường bắt buộc phải đúng tiêu chuẩn và có chất lượng đồng nhất. Đứng trước cơ hội lớn về xuất khẩu, các doanh nghiệp mừng ít lo nhiều. Mở được một thị trường là một cái điều quá khó khăn, nhưng cái việc giữ được thị trường và phát triển được thị trường đó hay không, đó là nhiệm vụ của chuỗi ngành hàng, thì cần phải sát sao hơn nữa để làm sao những cái quy định này không còn phải là doanh nghiệp đi học nữa, mà người nông dân phải là người đi học, phải cập nhật và phải am hiểu tận tường những cái quy định mà nghị định thư đề ra, cũng như là có những cái cam kết chặt chẽ trong cái việc liên kết với doanh nghiệp. Là địa phương đầu tiên của cả nước xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, Đắk Lắk đã từng đối mặt với tình trạng mã số vùng trồng của người dân bị đánh cắp và mạo danh. Để tháo gỡ băn khoăn, lo lắng của các doanh nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đang thảo luận xây dựng đề án phát triển riêng cho cây sầu riêng. Trong đó sẽ đề cập đến các biện pháp xử lý lô hàng có dấu hiệu giả mạo mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói hay các lô hàng kém chất lượng. Trong thời gian tới mà để quản lý tốt các mã vùng trồng này, chúng tôi hiện nay là cũng đang áp dụng công tác chuyển đổi số. Đặc biệt là những cái ứng dụng để mà người dân quản lý thật chặt chẽ cái mã vùng trồng của mình và xem cái mã vùng trồng như là một cái tài sản cá nhân và để quản lý thật là chặt chẽ để tránh trường hợp bị tráo hoặc là bị người này lấy hoặc người kia lấy để mà thực hiện những cái việc không tốt. Hiện nay mới có một cái quy định là nếu anh sử dụng không đúng cái mã vùng trồng thì có thể bị thu hồi, và nếu khắc phục không tốt thì sẽ bị hủy luôn mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Tuy nhiên là sắp đến nó sẽ cái chế tài, tôi cho rằng là sẽ cần phải nhiều cái mức độ khác nhau và nó phải là chặt chẽ hơn và kiểm soát được hết cái tình hình có thể xảy ra cái vi phạm. Sau Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP năm 2022, Trung Quốc mở cửa nhập khẩu trái cây tươi từ Đông Nam Á. Giờ đây, đường đua xuất khẩu sầu riêng không chỉ có Thái Lan và Việt Nam, mà đã có thêm Malaysia, Philippines và Campuchia. Nếu chúng ta còn buông lỏng quản lý mã số vùng trồng hay các tiêu chuẩn về chất lượng, rất có thể đối mặt với nguy cơ thu hồi mã số, tự cắt đứt thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Ngoài ra, phần lớn sầu riêng sau khi thu hoạch chủ yếu được bán tươi do công nghệ chế biến còn hạn chế. Điều này dễ dẫn đến tình trạng người nông dân thường bị ép giá, bị động trong thu hoạch và tiêu thụ khi sầu riêng vào mùa chính vụ. Thực tế này còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ bảo quản và chế biến sầu riêng,
giúp nâng cao giá trị kinh tế của loại quả này, đồng thời tránh được tình trạng được mùa mất giá. Và công nghệ cấp đông giúp bảo quản sầu riêng lên đến 2 năm, được xem là giải pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán này. Như các anh chị vừa thấy đó, thì đi vào thì có một hệ thống phòng sạch, rồi có hệ thống kho lạnh. Thì vấn đề mà cái nông sản của chúng ta xuất qua trên thị trường thế giới thì thường hay bị lỗi đó là nhiễm chéo, nhiễm vi sinh, các loại vi khuẩn. Đó, chứ còn là dư lượng thì là một chuyện rồi, dư lượng thì hầu như bây giờ là có thể kiểm soát được. Tuy nhiên là cái vấn đề nhiễm chéo là cái vấn đề rất là nan giải trong quá trình sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Thế thì thấy được cái điều đấy cho nên chúng tôi rất là chú trọng trong cái cơ sở vật chất, các cái phòng sạch và các cái kho đông lạnh. Thì kỳ vọng trong tương lai thì cơ sở vật chất của chúng tôi có thể là hoàn thiện hơn nữa để đáp ứng được hơn nữa cho các cái thị trường khó tính hơn. Với hệ thống kho cấp đông công suất 10 tấn trên một ngày, hệ thống kho trữ đông 200 tấn, có thể gia công từ 11.000 đến 14.000 tấn nguyên liệu mỗi năm. Công ty cổ phần Banme Green Farm là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk thành công chế biến sản phẩm sầu riêng đông lạnh phục vụ xuất khẩu. Năm 2022, doanh nghiệp này đã chế biến được 2.000 tấn sản phẩm tiêu thụ tại thị trường Thái Lan, Nhật Bản và châu Âu. Riêng thị trường Trung Quốc đã tiêu thụ khoảng 6.000 tấn sầu riêng đông lạnh. Hiện nay cái nhu cầu của các thị trường khác trên thế giới là khá là cao, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Cái nhu cầu mà sử dụng sầu riêng của người Trung Quốc thì cực kỳ lớn. Cái thứ hai là các cái thị trường cho người Việt Nam ở nước ngoài, kiều bào ở nước ngoài thì cũng là những thị trường khá là tiềm năng. Ngoài ra thì sầu riêng thì làm được khá là nhiều các loại sản phẩm, ví dụ nhân bánh, kem và các loại cho cái ngành giải khát. Thì theo mình nghĩ thì đây là một ngành khá là tiềm năng. Có thể nói, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, đáp ứng đầy đủ yêu cầu cấp mã vùng trồng hay cơ sở đóng gói để có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm bà con làm ra, thì việc mạnh dạn đầu tư vào công nghệ chế biến cũng chính là giải pháp hữu hiệu nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn, dễ dàng tiêu thụ tại nhiều thị trường với giá thành cao. Và đến đây, chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Vì một nền nông nghiệp bền vững. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.